phần ăn chưa đến 5k mà lại còn thơm ngon bổ dưỡng, no được 4 đến 5 tiếng đồng hồ luôn nè mấy bà ơi. Thiệt tình á là cỡ đâu của tôi á ăn tầm 3 đến 4 cục, uống thêm một ly nước nữa là no 4 5 tiếng đồng hồ luôn đó mấy bà. Cũng không có thấy thèm ăn vặt hay là buồn miệng nữa. Là đối với những ai thường xuyên bận rộn lu bu bỏ bữa không có kịp ăn sáng ăn trưa thì thủ liền một vài viên lương khô như vậy nha, để cho luôn tràn trề năng lượng, không có bị đuối sức mệt mỏi nha mấy bà. Mà tôi khoái nhất á là nay có thêm 3 vị mới nữa, hoa quả kiwi và trà xanh. Tính ra mua một cái túi mít 10 loại như vậy tiện lắm luôn á, vừa ăn đủ hết 10 loại mà cái giá nó cũng tiết kiệm hơn nhiều. Đây chính là một sự kết hợp hoàn hảo giữa lương khô nhà Fukuoka và lương khô FPT. Cái kiểu được mít 10 vị á nên mình ăn rất là thú vị luôn, không có bị nhàm chán. Mà một ký như vậy có đến 70 cục luôn. Cả nhà tôi ăn hoài không có thấy hết, ăn vị này lại muốn thử vị kia mà vị nào nó cũng ngon hết trơn á. Khô bây giờ người ta làm không có bị khô khan đâu mấy bà ơi. Cái kiểu ăn nó giòn giòn cứng cứng á mà không có bị cứng như đá đâu nha mấy bà. Cắn nghe rợp rợp á và nó tan trong miệng rất là thơm luôn. Tình cái lương khô này á tôi hay mang theo bên mình á cho bạn bè người thân, ai ăn cũng khen hết trơn á. Ngoài ăn giòn thơm ngon thú vị á thì cái lương khô này cũng giúp cho ta chống đói được một khoảng thời gian. Đừng có bỏ qua cái mã lương khô 10 vị mới này nha mấy bà.